Ai, xin chào tất cả các bạn. Mình đang ở Lạc Xuân à, tỉnh Lâm Đồng này. Mới sáng ở đây công nhận là trời mát mẻ ghê ạ. Mới sáng mát mà ngủ nướng tới giờ chưa, mới ngủ dậy còn nguyên bộ đồ ngủ cho người này. À, mang luôn đôi dép lào này. Rồi, bây giờ mình cùng các bạn đi dạo cái khu này xem nó như thế nào nha. Khu này là nhà cô của mình, không phải là nhà của mình. Và mình đi dạo đây tham quan chơi. Chào các bạn đi nha. Ồ, đây là cái nhà cũ này. Đi dạo quanh thôi. À, mình phát hiện ở đây có một cái này. Một con ốc sên. Kìa chú là chú ốc sên, có hai là hai mét tròn. Nhưng mình hát lộn bài rồi. Con ốc nó hát được già biến thành con ốc sên. Thôi, đi nha. Đây là trồng giúp nhé này các bạn, mà nó còn chút xíu à, chút 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 à mà thôi, giúp rất là nhiều đó. Cái đất này là giúp cá này của cô của mình trồng này, ớt này, hẹ này, coi đây cả hẹ này các bạn. À, đi tiếp nha, ớt này, đây, đây rào ngò này. À, đất trồng lên đang dưới cá này, không nhận nước này. Ở đây sao mình thấy người ta lấp hồ nhiều lắm nha, hồ như thế này này đó. Đây, ấm nước rồi, ấm này để dẫn nước này. Dưới cá trồng toàn dưới cá không à các bạn ơi. Mình đi mình qua quên mang theo cái gậy từ xíu mất, bây giờ quay phim là phải cầm cái tay như thế này mình quay nè. Đây là đồ quay nè, mới trồng nên là nó có chút xí á. Xíu mình dẫn các bạn tới cái khu kia, đồ quay trồng lớn nhiều rồi. Đấy. Này cũng cô mình luôn trồng luôn nè, công nhận cô mình lớn lớn tuổi mà giỏi thiệt ạ. Coi đây coi gì ta, mình cũng biết cái coi gì nữa. Bạn nào biết cái coi này coi gì không? Mình thôi bó tay. Cái này nhiều coi lạ lắm, mình cũng không biết nữa. Dạ lắm thôi cái này. Díp ké, díp ké, díp ké, bành ra đi luôn đi. Công nhận không khí ở này. Khoảng 7 giờ sáng rồi mà trời mát lạnh luôn á các bạn ơi. Không phải tiếng chăng chăng chắc chắc như Bình Định chủ mình đâu. Mưa mà suối chảy này, nhảy quá. Ơi. Củ hạnh. Hoàn quả hết rồi. Ơi, lên lên. Này dòng dốc thôi. Đây, cái khu mà đội đổ que hồi nãy mình nói là nó lớn này. Đây, rất là nhiều luôn nha. Đây, nó nhiều như thế nào bây giờ đi theo mình biết nó nhiều như thế nào nha. Đó, thấy không? Nhiều không? Ok này, đó, nguyên một rừng bạc ngàn này, đó, thấy không? Đây nha, đấy là để đây một hàng nha, hai hàng nha, ba hàng nha, bốn hàng rồi nha, năm hàng rồi nha, sáu hàng rồi nha, bảy hàng nha, tám hàng nha, chín hàng nha, 10 hàng nha, 11 hàng nha, 12 hàng nha, 13 hàng nha. Ba. Wow, các bạn thấy chưa, quá nhiều luôn. Đằng này lại một cái hồ nước khác. À, ta các bạn xem cái này nữa nè. Nước suối ở trên suối chỗ có cái suối nè, nó chảy xuống đây, nó đổ xuống cái hồ ở đây, ở dưới hồ này bơm lên tưới mấy cái cây này đó, thú vị chưa.
Rồi, lên nguyên khu trên này nó xem như thế nào nha. Mình thấy là nhà cô mình là trồng toàn là đồ quy với là với cá đồ rất là nhiều. Đồ quy dài. Rồi, tại cái coi này hồi nãy nữa nè. Mà không biết cái coi gì luôn á nha, nhiều quá. Nó ra cái trái gì tròn tròn vậy ta. Tiếp. Đây là cái trái nó này các bạn. Ý. Nhìn nó giống cái trái mà mình cũng biết cái trái gì nữa. Không biết cái trái này ăn được không nữa. Đây cái trái nó này. Lên đây lại gặp đồ quý nữa này các bạn. Quy nữa kìa. Đó, thằng đám 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 công nhận bài giỏi thiệt ạ. Đó các bạn thấy không? Bài tên này. Thấy nữa không? Bạc ngàn luôn. Rồi, còn đằng kia là các cái núi, cái rừng cây, rừng cây thông. Thôi bây giờ leo lên rừng cây thông chơi luôn nha. Chịu không? Thôi mình cũng muốn đi, lên chơi luôn đi. Giảm trúng cái suối nè, không phải cái suối mà là cái mương ấy, thế thành suối chảy xuống. Trời ơi muốn lên mà giờ cái này cao quá thì sao lên. Đây giả bộ ngồi xuống nha. Đây, mà còn thì cao quá giờ sao lên. Lên ngõ nào đây? Giờ nhà xem có chỗ nào đã lên được không nha. Nếu mà lên không được thì mình tính đường khác. Chị bộ kèo lên thử. Chắc chắc cái cho mày. Tao kèo lên một cái là nó tí cái chín râu. Trong cái cây nở chết hết rồi. Đụng cái cây này nó cũng gãy hết rồi sao mình leo lên. Thì không được đâu bạn ơi. Kèm nó là cái tí xuống luôn á. Cao quá. Lên được không biết là xuống được hay không nữa. Thôi mình xuống nha. Hôm nào mà mình leo được ở trên thôi cái hàng thông thì mình làm video cho các bạn nha. Đường thông này rất là to nhưng mà giờ mình leo lên không có được. Bạn thấy mình kêu đường thông nó cao quá mình dơ cái điện thoại cũng không thấy nữa. Nhưng mà bây giờ mình không dám treo nữa, treo sợ nó tí quá, nó cao không cao lên nha các bạn, mình lớn được thôi nha. Chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Trời đi thu gần mưa rồi, chào tạm biệt nha.